Kinh văn. Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh đều có ảnh hưởng đến chúng? Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất thì chân không rời đất, dứt khoát thân tâm mình đối với thân thể hay chi phận của chúng sinh, quyết không dùng, không ăn, không mặc. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thoát. Giảng giải. Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh đều có ảnh hưởng đến chúng? Chẳng hạn khi quý vị mặc đồ tơ lụa thì quý vị đã có liên quan với loài tầm đã nhả ra tơ. Nếu quý vị không muốn thành loài sinh vật ấy thì đừng nên liên hệ với chúng. Đó là như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất thì chân không rời đất. Đó chính là loài người đầu tiên trên trái đất. Họ vốn là chúng sinh từ cõi trời Đại Phạm xuống. Điều này xảy ra trong quá khứ khi kiếp hỏa lan khắp trái đất, cho đến khi thiêu hủy mọi dấu hiệu của loài người. Sau đó bắt đầu một thời kỳ cằn cỗi khô khan kéo dài không biết bao lâu. Và sau đó một hôm có vài chúng sinh từ cõi trời Đại Phạm đậu xuống thế gian. Vào lúc này thế gian được bao phủ bởi một chất liệu đặc biệt hoàn toàn tốt đẹp. Họ bốc lên một nắm và ngửi thấy rất thơm ngon nên họ ăn. Khi họ đã ăn thứ màu mỡ của đất này rồi thì họ không còn bay được nữa. Họ không thể cưỡi mây và lái sương mù được nữa. Họ không còn di chuyển được. Họ ở lại trần gian và rủ những anh chị em của họ đang ở trên trời. Những người này xuống trần gian rồi lại ăn thứ màu mỡ của đất. Thế là họ cũng bị trở thành, bị chất ngại bởi đất. Họ không thể nào trở về cõi trời. Và đó là lý do loài người đến ở trần gian. Có người cho rằng chúng ta xuất phát từ loài khỉ, nhưng nếu điều đó là đúng thì cái gì khiến cho chúng ta trở thành khỉ? Thực tế, tất cả bắt đầu từ khi loài trời hạ xuống trần gian. Khi dân số trên mặt đất gia tăng, chất màu mỡ của đất hoàn toàn bị cạn kiệt, các giống thực vật bị chết, thế là họ phải ăn bách cốc, 100 giống cốc loại. Đó là 1. 20 loại lúa khác nhau. 2. 20 loại kê. 3. 20 loại đậu. 4. 20 loại rau. 5. 20 loại dưa. Mỗi thứ có hơn hay kém 20 loại, làm thành 100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn bách cốc thì chân không lìa khỏi mặt đất. Chúng ta quy cho điều này là lực hấp dẫn, trọng lực của trái đất, gravity. Nhưng lý do sâu xa là do con người đã ăn thực phẩm này, dứt khoát thân tâm mình đối với thân thể hay chi phận của chúng sinh, quyết không dùng, không ăn, không mặc. Loài người chúng ta muốn giữ cho thân và tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ mối quan hệ với thân mạng của chúng sinh hoặc bất kỳ mọi thứ làm bằng thân thể chúng, thì chúng ta không nên chiếm đoạt thân mạng chúng, cũng chẳng xâm hại tinh thần chúng. Chúng ta chẳng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng của các loài vật và ăn thịt chúng. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thoát. Như Lai bảo những người ấy là chân thật giải thoát. Kinh văn. Như lời Như Lai nói đây chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời Ma Ba Tuần nói. Giảng giải. Như lời Như Lai nói đây chính là lời chư Phật đã nói. Lời giảng giải của Như Lai là giáo pháp đã được chư Phật trong 10 phương 3 đời giảng nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời Ma Ba Tuần nói. Mọi giáo lý khế hợp với đạo lý do Như Lai nói, tức là lời dạy của chư Phật. Mọi học thuyết mà không khế hợp với đạo lý Như Lai đã tuyên bày ở đây là lời nói của Ma Dương. Bây giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị có thể dùng kinh này như tấm kính chiếu yêu. Nếu có ai giả dạng làm người, khi quý vị chiếu tấm kính này vào nơi họ, họ sẽ hiện ra nguyên hình là yêu quái. Có khi họ là ma heo, ma bò, hoặc là ma ngựa, hoặc là thần núi, hoặc là thủy quái. Có khi đó là Ma Dương. Bất luận là gì, tấm kính đều chiếu soi rõ ràng. Bây giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ nhận ra được ai là người giảng pháp chân thực bằng cách đối chiếu những điều được giảng trong kinh. Thế nên kinh giống như tấm kính chiếu yêu. Đó là lý do tại sao từ trước tôi đã nói rằng người điếc, người mù, người câm không có cơ duyên nghe tôi giảng kinh. Người điếc vốn không nghe được rồi. Nhưng ở đây tôi không có ý nói người bị tai điếc, mà nói đến người nghe pháp mà chẳng biết gì cả. Lặng thinh và quên mất những điểm tôi đã giảng. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị, ai đã nghe được Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đều sẽ trở thành thiện tri thức trong tương lai. Quý vị sẽ trở nên hiểu biết Phật Pháp một cách chắc thật. Rồi quý vị sẽ dạy cho những người mù, đuôi, điếc, câm. Khi quý vị giảng kinh, dù quý vị có dùng đến hệ thống âm thanh, và thậm chí dù họ ở bên ngoài, họ vẫn nghe được và không còn bị điếc hay câm nữa. Người không hiểu Phật Pháp là đáng thương nhất. Thế nên khi quý vị đã thông đạt Phật Pháp, quý vị nên đi giảng dạy cho họ nghe. Đó có nghĩa là ở mức độ đó, quý vị nên có sự chú tâm đặc biệt như mình đang tu học vậy. Ha ha ha,